Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn một ca lâm sàng về cấp cứu bụng mà ít khi chúng ta mới bắt gặp khi thực hành. Bệnh nhân nam 56 tuổi vào cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội vì đau bụng cách 2 giờ. Cơn đau đột ngột dữ dội vùng thượng vị và vùng hạ sườn trái, kèm theo bệnh nhân có nôn và buồn nôn. Bệnh nhân không bí trung đại tiện, không sốt. Tiền sử bệnh nhân mổ cắt mắn phần dạ dày do loét cách 8 năm. Khám lâm sàng, bụng mềm, ấn đau quanh rốn, không có phản ứng thành bụng. Ngoài ra, tình trạng toàn thân và các cơ quan khác không có gì đặc biệt. Chúng ta cùng xem các phim chụp của bệnh nhân. Trước tiên là phim X quang bụng không chuẩn bị tư thế đứng. Với phim này, ta có thể thấy vị trí của bóng hơi dạ dày, bóng hơi manh tràng, đại tràng xuống, đại tràng sigma, các quai ruột non chứa hơi nhưng không thấy có hình bức nước mất hơi. Với bệnh cảnh bệnh nhân đau bụng dữ dội đột ngột vùng thượng vị, ta cần tìm xem có hình ảnh quả khí tự do bụng hay không. Đối với phim này thì ta không thấy có hình liềm hơi xế hoành hai bên, không thấy hình ảnh gợi ý quả khí giữa các quai ruột non. Vị trí bóng gan ta không thấy hình bất thường. Ta thấy có một số hình cảm quang của clip phẫu thuật dạ dày trước đây. Như vậy, thông qua phim X quang bụng không chuẩn bị tư thế đứng, ta có thể sơ bộ đánh giá là không có tình trạng quả thủng tạng rỗng. Tiếp theo, chúng ta cùng xem một số hình ảnh siêu âm bụng của bệnh nhân. Hình ảnh đầu tiên, đầu giò đặt ở bức ngang rốn. Ta thấy hình ảnh thâm nhiễm rộng lan tỏa mạc treo. Bên trong có hình bó mạch mạc treo và động mạch chủ bụng nằm ở phía sau. Khi phủ Doppler màu, ta thấy trong vùng thâm nhiễm giò mạch và các mạch máu giãn. Ngoài ra, siêu âm bụng ghi nhận có ít dịch tự do ở bụng. Các cơ quan khác không ghi nhận bất thường. Sau đó bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có thêm thuốc để chẩn đoán nguyên nhân. Tương ứng hình ảnh siêu âm, ta có thể thấy có thâm nhiễm lan tỏa ở mặt treo bên trong của các mạch máu giãn. Và ít dịch từ đó ở bụng. Phim cắt lớp vi tính cũng khẳng định không có khí tự do trong ổ bụng. Chúng ta cùng xem các phim chụp sau tiêm của bệnh nhân ở thủy động mạch. Có thể thấy có hình bất thường của các nhánh động mạch mà treo trắng trên, xoáy quanh trục tạo hình xoáy nước. Kết hợp với thông tin lâm sàng bệnh nhân đau bụng đột ngột dữ dội vùng thượng vị và có phù nề thâm nhiễm lan tỏa mạc treo, gợi ý nguyên nhân đau bụng ở bệnh nhân này là do xoắn ruột non. Tiếp tục quan sát các nhánh của động mạch mạc treo trắng trên, ta thấy ở đoạn gần một số nhánh động mạch này huyết thuốc, nhưng đoạn ngoại vi thì vẫn còn ngấm thuốc. Trên các ảnh sau tái tạo, ta thấy rõ hơn hình ảnh này và huyết thuốc ở đoạn gần một số nhánh của động mạch mạc treo trắng trên. Đoạn ngoại vi thì thông qua các vòng nối bên vẫn ngấm thuốc. Câu hỏi tiếp theo đặt ra là bệnh nhân này có thiếu máu ruột hay có hoại tử ruột không? Ta thấy một số quai ruột ở vùng tiểu khung ngấm thuốc kém hơn số quai ruột khác hay là đại tràng. Chuyển sang quay chụp thì tĩnh mạch. Tương tự thì động mạch, ta thấy có dấu hiệu xoáy nước, kèm phù nề lan tỏa mạc treo ruột non. Ngoài ra, ta còn thấy có cấu trúc mạch máu giãn. Các mạch máu này chưa thấy ngấm thuốc ở thùy động mạch, nhưng ngấm thuốc rõ ở thùy tĩnh mạch. Có tỷ trọng cao hơn tĩnh mạch cửa hay là tĩnh mạch lách. Và cũng có dấu hiệu huyết thuốc ở phần trung tâm.
Như vậy ta có thể kết luận đây là các tĩnh mạch của màng treo ruột non giãn và có ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch. Hình ảnh này thì tương ứng với hình ảnh trên siêu âm là có các mạch máu giãn ở trong vùng thâm nhiễm. Ta xem một số quay ruột non ở vùng tiểu khung. Ta thấy vẫn ngấm thuốc kém hơn so với một số quay ruột non khác. Chúng ta cũng cần khảo sát đầy đủ các cấu trúc ống tiêu hóa khác ở trên bệnh nhân này. Về dạ dày đã phẫu thuật, trong có sông dẫn lưu, vị trí miệng nối dạ dày ruột non, quay ruột non lòng xẹp, đường đi mềm mại và không thấy khối, vị trí mỏng đóng và tá tràng. Ở đây ta vẫn thấy được đoạn V3 tá tràng, vị trí nằm ở phía trước động mạch chủ bụng, phía sau bó mạch mạc treo. Quay ruột này lòng xẹp và đi từ bên phải sang trái. Ta xem tiếp khung đại tràng, từ trực tràng, đại tràng sigma, đại tràng xuống, đại tràng góc lách, đại tràng ngang, đại tràng góc gan, đại tràng lên và manh tràng. Ta thấy đại tràng ngang, đại tràng xuống và một phần đại tràng sigma xẹp. Như vậy hình ảnh ở trên X quang bụng không chuẩn bị, ban đầu ta cho rằng là quả khung đại tràng xuống và đại tràng sigma thực ra là quả các quai ruột non giãn chứa khí. Các quai ruột non này giãn cũng là hình ảnh bất thường trong bệnh cảnh xoắn ruột. Tổng kết lại, sau khi phân tích phim chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, ta đưa ra kết luận có tình trạng xoắn mạc treo gây chèn ép các mạch máu cấp máu cho ruột non. Hậu quả, một số quai ruột non vùng tiểu khung ngấm thuốc kém, các quai ruột non vùng hạ sườn trái giãn, ngoài ra có phù nề của rễ mạc treo và ít dịch tự do ổ bụng. Bệnh nhân sau đó được chuyển phẫu thuật cấp cứu. Kết quả phẫu thuật đã khẳng định chẩn đoán xoắn ruột là chính xác. Miệng nối dạ dày ruột bình thường, miệng nối chân bờ lâu tạo thành khe thoát vị nội, toàn bộ ruột non chui qua, xoắn quanh mặt treo, các quai ruột non tím, kém nhu động. Sau khi tháo xoắn, các quai ruột hồng và nhu động trở lại, nên bệnh nhân chỉ cần tháo xoắn các quai ruột và khâu lại khe thoát vị. Trên đây tôi vừa trình bày với các bạn một ca lâm sàng xoắn ruột non. Đây là bệnh lý hay gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt lứa tuổi 1 tháng. Nguyên nhân là do ruột xoay bất toàn. Ở bệnh nhân trên là bệnh nhân trưởng thành, tình trạng xoắn ruột non xảy ra sau phẫu thuật và không có kèm nguyên nhân bất thường bẩm sinh. Biểu hiện lâm sàng có thể nhiều đợt đau bụng tự khỏi khi tự tháo xoắn hoặc đau bụng đột ngột, kèm nôn và buồn nôn. Về chẩn đoán hình ảnh, X quang bụng không chuẩn bị thường bình thường. Các dấu hiệu hình ảnh của tắc ruột, khí thành ruột, khí trong ổ bụng thường gặp ở giai đoạn muộn. Siêu âm và cắt lớp vi tính có tiêm thuốc là các phương pháp chẩn đoán có giá trị. Với dấu hiệu hình ảnh kinh điển là dấu hiệu xoáy nước, đánh giá được bất thường của động mạch tĩnh mạch, đánh giá được bất thường của quai ruột, đặc biệt cắt lớp vi tính đánh giá được ngấm thuốc của thành ruột, ngoài ra đánh giá dịch khí ổ bụng. Về điều trị là phẫu thuật tháo xoắn và kết hợp điều trị nguyên nhân nếu có. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những ca lâm sàng tiếp theo.